xin chào tất cả mọi người. Mọi người có biết đây là con gì không? Đây là con cua đấy. Con này con cua mà mình bắt được ở ngoài biển. Cua của Nhật chứ không phải cua Việt Nam đâu. Đây là mình bắt cái đợt mà trời nó đang nắng ấy, vẫn chưa có tuyết rơi ấy. Đây là con cái. Đây là cua cái. Đây là cua đực. Rửa sạch để ráo thì mình sẽ bóc tách cua nha. Chúng ta sẽ tách phần từ yếm cua lên đến mai như này. Đây là cua, nói là mình bắt thì không đúng đâu. Đây là cua mình được cho đấy. Em ở chỗ làm mình, em ấy đi bắt về được nhiều em ấy cho này. Xong rồi giờ mình vẫn ngăn đá, xong là giờ nghỉ rảnh bắt đầu mới lôi ra mình làm. Cho nên nó mới dễ làm này, chứ nếu mà nó đang sống ấy thì khó lắm lắm. Cua này là chúng ta sẽ tách hết ra, mai với lại yếm này. Tách hết ra, nó có gạch này, mình sẽ tách ra rồi mình sẽ khều. Giờ mình sẽ đun nước và mình sẽ trần qua cái bánh đa này trong lúc làm cái kia. Đây là mình sẽ sử dụng bánh đa đỏ nha. Khi nước sôi chúng ta cho bánh đa đỏ vào, chúng ta chỉ chụm một chút thôi. Nước nó sôi mà đến lúc nước nó sôi trở lại thì là chúng ta tắt bếp luôn. Xong rồi đổ ra ngoài rổ và cho ráo nước, xả bằng nước lạnh, chứ không nếu mà đun lâu thì nước bánh đa nó vụn kỹ ấy, nát á, đến lúc ăn không ngon đâu. Ra rửa qua lại nước rồi là vớt ra để ráo thôi. Còn cái phần sau khi mình tách cua xong thì mình khều gạch cua như này. Khều nó không lấy cái ở giữa nha, cái ở giữa cứng lắm mấy lại hôi nữa, mình chỉ lấy cái phần gạch thôi. Còn đây là phần thịt cua sau khi mình đã bóc vỏ cái mang ra. Và phần gạch cua này nhìn mọi người nhìn nó có nhiều màu không? Vì mỗi một con cua ấy, nó sẽ có một màu khác nhau. Bây giờ chúng mình sẽ cho vào xay. Thì do cua nhiều ấy nên mình sẽ xay làm hai lần. Mà ăn một lần thì cũng không ăn hết, nên mình sẽ xay một lần một phần để cất đi, rồi lần sau chỉ việc ăn thôi. Đây là mình sẽ cho một chút nước thôi nha mọi người, khoảng chừng này thôi này. Sau đó mình sẽ xay lên và xay kỹ đến khi mà nó nhuyễn ý, nó nhuyễn như này này là ok rồi. Chúng ta sẽ thể chút ra, xong rồi là chốc nữa rồi mình sẽ cất đi. Mình chút ra rồi tím để mình sẽ xay mẻ mới, chứ cho cùng lúc hết tất cả cua vào thì nó nhiều quá. Đây là cua vừa nãy mình xay được xong, bây giờ mình sẽ cho mẻ thứ hai vào. Mẻ này thì mình sẽ sử dụng mình nấu luôn, cho nên mình sẽ cho nhiều nước hơn để cho nó dễ xay nha. Sau khi xay xong hết thì mình sẽ chút cái phần mà cua kia ấy, cua ban đầu, cua đặc á, mình sẽ cất đi, cho tôi bóng, cho cất đi vào ngăn đá. Bọc hai lần tôi bóng và cho nó chắc chắn, rồi mình sẽ cất đi lần sau ăn. Sau khi xong thì mình sẽ cầm cái cối xay ấy, mình đổ thẳng nước vào đấy. Mình đổ ra cái chuẩn bị, mọi người chuẩn bị một cái rổ nhỏ ấy. Xong rồi là đổ ra. Nếu mà đổ ra thì bên trong nó vẫn còn cái cối, nó vẫn còn thịt ấy. Mình sẽ đổ thêm nước vào. Mình sẽ lọc. Khi mà lọc ấy thì là cái mọi người tay mình rửa sạch rồi nha. Mình sẽ vò cho nó tan ra hết cái cua này này, cái thịt cua đúng hơn ạ. Mình lại đổ lại cái bã đấy vào trong cái cối, xong mình cho thêm nước vào. Mình ngoáy cho nó ra hết toàn bộ thịt đi, xong mình lại lọc tiếp vào cái rổ đấy. Mọi người nhìn không? Cái cối của mình ấy, đấy, nó sạch, nó ra hết thịt rồi. Như vậy là được rồi. Sau đó mình sẽ nhấc cái lên, đấy, nó ra hết toàn bộ thịt rồi này. Giờ cái này mình có thể bỏ đi rồi. Tiến hành tiếp theo chúng ta sẽ là lọc cua. Mình chỉ cần chuẩn bị một cái xoong mà mình tí nữa sẽ nấu luôn ấy. Mình sẽ lọc, mình đổ từ từ thôi, đổ từ cái thau xuống cái xoong. Chúng ta sẽ lọc làm 3 lần. Lần đầu tiên nó sẽ còn nhiều cái cặn ấy như này, và chúng mình sẽ rửa sạch đi. Rồi em đổ ngược lại lần thứ hai từ cái xoong vào cái thau. Mọi người cứ đổ từ từ thôi, cái cặn nó sẽ nóng, nó lắng ở dưới ấy. Đó, tí nữa cái cặn này mình sẽ đổ đi, xong mình rửa trắng sạch lại xoong. Giờ đến lần thứ ba rồi, lần này là sẽ sạch và sẽ xong. Mọi người lọc theo như mình ấy, thì mình sẽ thì nó sẽ không có những cái cặn, cái gợn gợn khi mình xay cua còn đâu. Mình kinh nghiệm lọc cua cả mấy năm trời ấy. Nhà mình hay ăn cua nhiều lắm. Đó, cái này mình đổ đi thôi. Nhìn nó bọt bọt này thôi, không sao, kệ nó mọi người ạ. Lúc nấu là xong, nấu cái này là phải cho mắm tôm nha. Nếu không có mắm tôm thì không ngon. Chúng mình dùng nửa thìa mắm tôm ngoáy vào cái lúc mà sau khi mình lọc xong luôn ấy, ngoáy tan mắm tôm xong bắt đầu cho lên nấu. Mình kiểm tra tủ lạnh xem nào. Ê, đây là sa tế của mình hôm trước làm này. Chết rồi, nhà mình hết đậu rồi. Món này sẽ không ngon, đậu thì hơi không ngon lắm, nhưng không sao, mình sẽ chế. May vẫn còn cà chua, mình sẽ sử dụng cả trứng cút nữa. Xong rồi mình sẽ trước khi đó thì mình sẽ đun lên. Trước khi đun thì chúng ta sẽ ngoáy một chút nha, để cho gạch nó cho sôi lên á. À nó không bị cặn dưới. Sau đó chúng ta sẽ
luộc trứng cút. Và để trứng cút, trong lúc trứng cút luộc á, thì mọi người nhìn cái nồi nước canh cua mình đã bắt đầu sôi. Mọi người đun nhớ cho nhỏ lửa thôi nha. Sau đó mình sẽ vớt hết toàn bộ cái bọt này ra. Nếu đun nhỏ lửa ấy, thì là cái bọt nó, à cái gạch cua ấy, nó sẽ vón hết vào như của mình này này. Chứ nếu mà đun to lửa là gạch cua nó sẽ vỡ hết ra. Đây là nước nó chưa trong nha. Mình cứ đun đến khi nước là nó trong ấy. Nó nhìn xuống dưới đáy, mọi người nhìn không? Nhìn được xuống dưới đáy nồi như thế này là ok. Chúng ta sẽ không nấu nữa. Bây giờ chúng ta sẽ đi phi hành. Phi hành thơm, chúng ta sẽ đổ cà chua vào. Lọ cà chua này của nhà mình gần hết rồi. Phiên bản nhà có sao dùng thế nha. Mình sẽ trắng hộp cà chua để cho nó ra hết toàn bộ nước, xong rồi đun sôi lên. Sau khi sôi xong thì mình sẽ đổ cái gạch cua này vào và đun để cho gạch cua này nó sẽ tạo màu, nước của riêu cua của mình sẽ ngon hơn và ngọt hơn ấy. Mọi người nhìn, đổ gạch cua vào màu nó khác ngay. Sau khi đun sôi lên thì là mình sẽ cho 2 thìa cà phê bột canh vào. 2 thìa nha, và 1 thìa cà phê mì chính. Mọi người cha, đây là mình sử dụng cha theo cho 2 bát và nửa thìa cà phê sa tế. Cái này sa tế của mình làm. Ui, cho vào đây cái nó thơm nừng luôn. Sau khi đun xong mình sẽ chút quay trở lại cái xoong riêu á mình nấu nãy, và mình sẽ cho 2 chiếc tái chua như này vào nữa để cho nó chua. Chứ độc cà chua thì nó sẽ không đủ độ. Sau khi nước chua, nước nó sôi thì mình sẽ gấp bớt hết bọt đi. Thế là xong thôi. Mọi người nhìn thành quả của mình này. Gạch mua to. Nhìn ngon đã không? Ngon lắm, thơm ơi là thơm ý. Thơm mùi của sa tế này, thơm mùi của mắm tôm này. Ăn bánh đa cua mà không có mùi mắm tôm thì không thể gọi, không thể nói là bánh đa cua được. Ui em bạn thân, anh ăn nhiều hành quá. Cái bát của anh cho nhiều hành ghê ấy. Bây giờ thì chúng mình thưởng thức thôi. Thực sự là rất lâu rồi, lâu lắm rồi mình mới có thể ăn được cái món bún, bát bún bánh đa cua ngon như vậy đấy. Hôm nay là một ngày vô cùng nhiều niềm vui của tôi. Sau khi tôi ăn uống no say thì bây giờ tôi được nhận được thông tin là đồ của tôi đặt trên Amazon đã đến. Mọi người cùng tin tôi sang lấy đồ ở Amazon nhé. Khi chúng mình vào trong Comini thì chúng mình đưa cái hóa đơn mà bên Amazon ấy gửi cho mình qua mail á. Xong rồi mình sẽ đưa cho nhân viên sẽ là cây này và sẽ in hóa đơn. Xong là cầm ngược quay trở lại và lấy đồ cho chúng mình. Và bây giờ thì nhân viên sẽ làm những cái thủ tục để cho chúng mình có thể lấy được đồ. Mình đặt đồ ở Amazon nhưng lấy đồ ở Comini nha mọi người. Không cần nhận ở địa chỉ của nhà mình cũng đều được. Và mình chỉ cần bây giờ ký tên vào là xong. Mình đã xong rồi. Mình đã nhận được đồ và mình về đây. Yeah yeah yeah. Đồ của mình đã về. Bây giờ mình sẽ khui. Đây là lúc mình háo hức lắm này. Mình háo hức ơi là háo hức ấy. Không biết là cái hộp này có đủ đồ của mình không nữa cơ. Mọi người có biết mình đã đặt gì không? Nào mọi người hãy đoán đi. Tèn tèn tèn. Mình sắp khui rồi này. Sắp khui rồi đấy. Thực sự là thế đấy. Bây giờ mọi người chắc là đoán được dần dần rồi này. Đây chính là 2 chiếc bàn chải đánh răng bằng điện của hãng Philips. Sau khi anh bạn thân bị răng lợi có vấn đề thì chúng mình đã quyết định là đầu tư đầu đuôi cho cái bộ nhá. Vì là làm tất cả mọi việc cũng chỉ phục vụ bộ nhá mà thôi. Thì mình đã có mua 2 loại, một loại cái này còn là vừa có chức năng là đánh răng và có chức năng làm trắng. Bởi vì anh bạn thân không có nhu cầu làm trắng. Cái này mình thích trắng răng ấy, cho nên mình mua có cả chức năng làm trắng. Wow, bên trong này. Bên trong sẽ có 2 chiếc bàn chải. Loại của mình mua là có 2 chiếc bàn chải, một cái sạc điện và một cái cây để mà mình có thể đánh răng. Mình cắm bàn chải vào mà mình đánh răng thôi. Ôi màu đẹp quá à. Chiếc bàn cái này là cái thứ hai của anh bạn thân. Cái này thì chỉ có chức năng là đánh làm sạch răng thôi. Vì anh ấy không có nhu cầu là không thích trắng chứ gì cả, chỉ cần đánh răng làm sạch là được rồi. Đây mình đã mua và vẫn cũng có đầy đủ như thế. Nhưng mà nó không có nhiều chức năng như của mình. Ôi cầm cũng chắc chắn lắm mọi người ạ. Màu sắc đẹp ghê, ôi nhìn 2 cái một cặp đẹp thế. Đẹp quá. Nhìn 2 cái này khác nhau nha mọi người. Bây giờ mình đang test xem nó như thế nào đó. Và cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình. Mình sẽ review vào những lần khác về sau khi mình đã trải nghiệm sản phẩm này. Và chúc mọi người xem video vui vẻ và nhớ hãy ủng hộ cho mình nha.